Các bạn đang làm với em? Có người đang làm với em? Làm mấy căn? Làm 3 căn mà mới đóng cơ phòng vệ sinh nhiều. Chưa có nào ngoài. Mặt bằng phải sáng nó dọn dẹp đàng hoàng, nó dưới đóng đóng phòng khách luôn anh. Đây nó tồn xấu quá anh. Lúc đầu còn đỡ đỡ, bây giờ nó ẩu quá. Như làm điêu bạn cái đầu biết là gì? Biết cần nhiêu vậy? Chưa xuống lại nó đặt sao lại nó căng lại không? Chưa nó ứng đậm. Ba căn cũng trùng mà chưa vậy? Rồi ba căn nữa hả? Ba căn chưa đóng nền nữa. Trong phòng có vệ sinh với con công được không anh? Dạ. Mới vô mới có 4 ngày. Được mấy cái ba căn mấy phòng vệ sinh? Làm. Hai căn lớn hả? Hai căn lớn, một căn nhỏ. Rồi xong rồi đó, giờ về đó. Không có nào luôn. Không, mệt mệt quá. Còn quá cứ thật cao đó. Kiếm dọn thì thứ hai luôn làm. Giúp thịt đồ ăn không? Thì có mấy ngày anh chưa làm. Kiếm đồ đâu nó dựng quá cứ. Đóng hơi lâu. Càng này càng nhiều quá. Đóng cũng nhiều, biết nhiều cái này. Thôi càng cái bên này, bên đây là làm lẻ. Rồi để chú. Ngại cái hả? Thôi ngại cái không được rồi. Làm hai mấy dự án rồi. Làm với mấy dự án rồi. Hai an. Hồi lúc làm bữa nó nghe cái anh gì nói đây tiền hơi chậm rồi. Tiền hơi chậm. Có đâu. Đúng hay được? Đúng. Ba người, hai phụ. Tìm về ở đâu? Em ở bên Bình Diệu ha. Làm tới hai người phụ. À.
phụ biết cắt đã. Cắt làm thế chỉ gắn cái gắn này. Đấy đúng rồi. Hai cái hơi đuối rồi. Hai cái khoảng 6 giờ. Vậy lắm cũng hai cái là chắc đi lâu lắm. Không, nếu em làm đủ em làm chắc ngày hai cái. Tại vì đi trễ 8 mấy vô trưa ngủ 1 tiếng. Căn này đóng bụi bế. Căn này đóng bụi bế. Căn này đem đóng bụi xuống rồi. Đóng bụi cả ngày đó mới gọi em gái. Em làm ba lăng cưa á, làm cho nó lẹ. Làm cái ba lăng cưa á, làm cho nó lẹ. Đóng này quen nè. Bên đây thấy nó dễ ha anh. Bên đây thấy nó dễ. Ban đầu đi. Hôm nay thấy cũng đâu có bắt cái gì đâu. Mấy thằng kia đóng để đúng rồi, đóng mấy cái nền cái chốt quá thứ. Mấy thằng này nó đóng quá tệ luôn. Dạ. Đóng chốt toilet hoặc là đóng nền cũng vậy. Cũng vô làm hoài. Anh quê đâu? Bạc Liêu. Dưới cũng có ông Bạc Liêu đó. Hả? Dưới cũng có ông Bạc Liêu. Ông mập không? Dạ. Ông mập mập sao vậy thầy? Ông mập không? Ông cái lầu năm làm chung với ông năm á. Hả? Như anh nói là anh biết là gì hết rồi. Ông mập không? Ờ, thằng Hảo hả? Hả? Thằng Hảo hả? Không phải. Hai vợ chồng cái gì? Đúng rồi. Cái đội của nó cũng 5 6 người phải không? Không, có hai chồng à. Dạ. Mướn gần đây không? Hả? Mướn gần đây không? Dạ. Dạ. Gần đây là xuất tiêu. À. Đây qua bên em xa quá là xa. Mấy cây? Ở quận 2 hả? Dạ. Đường đâu vậy? Đường Lê Thịnh á. Thank you.
Đợt này nhiều không? Được mấy ca? Hả? Đợt này được nhiều không? Ủa làm biên nguyên làm đúng không anh? Hả? Nguyên làm hả? Quốc hả? Đây đóng được gì nữa mà đây đóng được gì nữa mà nguyên chuyện này bao nhiêu trời mày cái thùng ê cắt lộn hết trơn này gạch này luôn rồi anh kêu cắt 45 cho mày cắt dữ kìa 45 mà anh kêu 44 bữa này 45 5 ly 45 5
cái này 44 năm, còn kia 45 năm. Bây giờ tôi cắt hết được cái nãy kia để vỡ như hai phần hả? Để lại đây. Vô đây hả? Vô được 4 ngày.
vậy? Cắt đàng hoàng lại chút ơi, cắt gì gạch như vậy, gạch có dê đây sao mà đóng.